các bạn xem đường kính của mũi khoan. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Quay trở lại với chương trình trải nghiệm sản phẩm của Oshima. Ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu các bạn đó là sản phẩm máy khoan đất Oshima 2P với hiệu quả làm việc tối ưu sẽ làm cho chúng ta hài lòng với nó. Còn từ gì nữa, chúng ta hãy cùng xem chiếc máy như thế nào nhé. Máy khoan đất trồng cây Oshima 2P thiết kế có tính di dụng cao do sử dụng nguyên liệu xăng pha nhất với dung tích xi lanh 49.9cc giúp bạn làm việc không bị giới hạn về khoảng cách. Motor máy khoan đất trồng cây Oshima 2P mạnh mẽ với công suất 1.7kW, tốc độ vòng quay của động cơ 8.000-9.000 vòng một phút, tốc độ vòng quay hộp số 200-300 vòng một phút giúp khoan lỗ nhanh chóng hơn, mang lại hiệu suất cao trong công việc. Máy có thể sử dụng nhiều loại mũi 100, 150, 200, 250 và 300mm thích hợp cho việc khoan hố trồng tiêu, cà phê, thanh long. Trọng lượng của máy khoan Oshima 2P nhẹ, có thể khuôn vác, di chuyển dễ dàng khi sử dụng. Máy có hộp số tự động, hộp số và mũi khoan của máy được làm từ hợp kim thép có độ bền cao. Như chúng ta đã biết, đối với ngành nông lâm nghiệp thì việc đào hố trồng cây mất rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Nhiều khu vực đồi rừng hoặc đất vận địa chất rất khó là có thể đào hố trồng cây bằng tay. Vì thế, máy khoan đất trồng cây giúp cho bà con nông dân tăng năng suất hiệu quả hơn trong việc trồng trọt cây cối, mặt khác chủ động hơn trong việc phải tìm kiếm nhân công đào hố trồng rừng. Máy khoan lỗ trồng cây ra đời, cải thiện sức lao động cũng như hiệu quả. Máy có thể đào được tới 500 hố một ngày, hiệu quả hơn rất nhiều so với đào tay. Chi tiết thân máy, chúng ta có thể thấy đây là bình xăng. Bình xăng được thiết kế lớn, giúp ta sẽ sử dụng trong bị trào xăng ra ngoài. Dây dịch khởi động. E gió. Bubi. Công tắc tắt mở được. Tơ. Tay ga. Còn đây là tay cầm. Và phụ kiện thì gồm có bình xăng pha nhớt, phễu, có một bugi, chìa khóa, tua vít và lục giác. Với nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh các mặt hàng máy nông ngư cơ, chúng tôi hoàn toàn có đủ uy tín để tư vấn cho người sử dụng mua được một chiếc máy chính hãng với giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường. Oshima được biết đến là một thương hiệu Nhật Bản và được lắp ráp tại Trung Quốc, nên chất lượng và giá thành cực kỳ hợp lý. Đó là lý do vì sao các sản phẩm của Oshima được ưu chuộng nhiều tại Việt Nam. Ngoài máy khoan lỗ trồng cây Oshima, còn có rất nhiều loại trong sản phẩm phục vụ người tiêu dùng như là máy khoan đất trồng cây Oshima 1P, Oshima 2PS, máy hàn điện tử Oshima Mod 200N, Oshima Mod 250, máy bơm nước Oshima 20, Oshima OS 30. Còn chờ gì nữa, hãy đặt mua ngay máy khoan đất Oshima 2P của chúng tôi để công việc trở nên nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn nhé. Và các bạn có thể truy cập website oshima.com.vn để xem chi tiết về sản phẩm và đặt hàng online. Đừng quên like và share cũng như đăng ký kênh video của Oshima để đón chờ thêm nhiều video hấp dẫn hơn nữa nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. We'll be right back.
Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.